Chào mọi người, thì đợt trước mấy cái video trước mình đăng thì có một bạn yêu cầu mình là hãy làm video nâng cấp full sao cái con Lancer này. Thì mình quên mất mình không chụp lại hình ảnh cái bình luận ý, nên là tiện thể mình có quay sẵn một cái video mình nâng cấp bên test server thôi. Tại vì nếu mà bản chính mà nói để mình nâng cấp full sao con này thì thực sự là mình không đủ khả năng. Từ bản thiết kế cũng như là đến tài nguyên thì thực sự là mình ở bản chính mình không đủ khả năng để nâng cấp một phát full con này luôn. Mình thì mình muốn là nâng cấp một phát full lên sao tím luôn, để sau này trong tương lai mà có những bạn nào cần ấy thì người ta xem, người ta sẽ tìm được video mà nâng cấp trọn vẹn luôn, chứ người ta không phải tìm những cái video nhỏ lẻ cứ lên 1-2 sao rồi lại video 1-2 sao như thế thì xem nó rất là mất thời gian. Nên là mình không còn cách nào khác nên phải làm một cái video này bên test server thôi thì mới đủ tài nguyên để nâng cấp full sao cho các bạn được. Thì nói chung là những cái con mech thế hệ cũ này thì nó cần rất nhiều là mảnh bản thiết kế, nó cần rất nhiều bản thiết kế luôn. Riêng cái con Lancer này thôi mình ước lượng là đến tận 12.000 bản thiết kế rồi, trong khi cái nick chính của mình thì mới chỉ có hơn 6.000 bản thiết kế con này thôi. Nên là thực sự mà để gọi là nâng cấp một phát lên sao tím luôn thì bản nick chính của mình là không thể. Nên là những cái yêu cầu mà các bạn yêu cầu mình làm về con này thì mình đành phải làm bên test server thôi, không còn cách nào khác cả. Tại vì những cái con robot hiện tại mà mình nhận được thì mình cũng chưa có khả năng nâng cấp. Mà video các bạn yêu cầu thì mỗi video lại có những vũ khí khác nhau nên mình cũng phải nâng cấp những cái vũ khí ý, nên là để đầu tư vào con này thực sự bây giờ là không thể.